Kính thưa toàn thể đồng hương rất là quý mến. Sau đây là phần cảnh báo vô cùng quan trọng mà tất cả người Việt Nam cần biết gấp. Nói riêng và nói chung tất cả nhân loại cần biết gấp. Về việc cha trời thượng đế toàn năng cho tỏ ra hiện ra những phép lạ vĩ đại cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào mau mắn vào trang website faceguardgsky.com để xem xét về những hình ảnh phép lạ hiện ra trên mây cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, phải nói là nước biển dâng cao lắm. Đây là hình ảnh rất rõ ràng. Đây là khuôn mặt cho trời Giêsu. Còn đây là hình ảnh nói về động đất, tsunami, nước biển dâng cao lắm sẽ xảy ra ở tại miền Đông Bắc Á Châu, tức là Nga, Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Nam Hàn cũng như Nhật Bản, và phía dưới này thì Malaysia, Việt Nam ở hướng này. Nhưng đặc biệt nước Việt Nam sẽ được bảo vệ chu đáo nếu chúng ta thật sự ăn năn sám hối, biết cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của cha trời Giêsu. Và sự việc đó sẽ xảy ra bởi vì người Việt Nam chúng ta rất hiếu vì đạo, về đạo, đạo của cha trời thượng đế toàn năng ban cho. Và khi động đất tsunami xảy ra ở tại miền Đông Bắc Á Châu thì tsunami sóng thần sẽ ảnh hưởng di chuyển đến tận Mỹ Châu, miền Tây Bắc Mỹ Châu, tức là ở tại miền Tây Bắc nước Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, không kém. Tuy nhiên nặng nhất là ở tại Đông Bắc Á Châu, tức là miền đất Nga, Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn và Nhật Bản. Đồng bào đi chưa kỹ, thấy mặt quỷ ở đây hiện ra tại nơi đây luôn. Đây là hình gốc, còn đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Còn phía bên này là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trước. Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu. Và đây là hình ảnh cảnh báo về sức nóng mặt trời đang tấn công quả địa cầu và sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Và đây là mũ gai, còn đây là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây. Và đây là khuôn mặt hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong mà cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào ý cho rõ, đây là khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ trận vong rất rõ ràng. Và đồng thời, đây là hình ảnh một ông rồng vĩ đại kết tụ bởi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Đồng bào ý cho kỹ, thấy một đầu rồng thật là vĩ đại, đang phun lửa. Và phía trên này, đây cũng là một đầu rồng thật là lớn tại đây. Đây là hình trắng đen để cho đồng bào coi rõ ràng hơn. Anh hùng chiến sĩ trận vong, triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Hồng ân cha trời, quyền năng của cha trời Giêsu ban cho những anh hùng chiến sĩ đặc biệt này hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào thấy đây là một ông rồng, đầu rồng vĩ đại ở phía trên này. Thật là vĩ đại. Và đây chúng ta xây hướng này, chúng ta thấy đây là một đầu rồng đang phun lửa rất rõ ràng. Còn đây là những chiếc nón, đây là mắt, mắt, mũi, miệng bị thương vì chiến tranh do bọn bất lương gây ra. Bọn cộng sản và bọn tự do quá trớn tạo chiến tranh để làm giàu. Giờ đây họ đang đối diện với hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong, và anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ trừng trị những kẻ đó. Vì thế tất cả nhân loại hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có cha trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi.
Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Mau mắn vào trang website facegatgsky.com xem xét và học hỏi gấp, vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2015.